Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Shaki và hôm nay là mình sẽ chơi tiếp tục cho Keeper of the Dark Red Out. Thì có lẽ đây là tập cuối của mình rồi. Thì mình sẽ vào phòng 101 và kết thúc game con mẹ nó luôn. Oh, 101 đâu? Hello thằng già. Mày có quét nhà hoài, có ai trả lương cho mày không? Rồi, 101 vào. Ok. Mình thích ngược đời lắm, chơi từ phòng 108 xuống phòng 101. Tôi đã sẵn sàng ở đây. Phòng đầu tiên không biết có đáng sợ không. Thường phòng đầu tiên phải làm thật đáng sợ để người chơi ta nghĩ rằng những phòng sau cũng sợ luôn, nhưng mà không bằng cái đó. Đọc phòng. Rồi gì ta pan ke matan the dead guy. Ok, lâu quá mà chưa chơi cái này, mình quên mẹ luôn rồi. Ok, nhớ rồi. Bây giờ đi đâu? Lâu quá không chơi, mình cũng không biết là đi đâu nữa. Giờ đi kiếm cái gương, đúng rồi. Kiếm cái gương. Giờ đi một vòng vậy đó hả? Phải không? Ở đây nhiều đường quá bà nội ơi. Không biết nên đi đâu nữa. Chẳng đường mẹ rồi. Chẳng biết nên đi đâu. Ủa, có cái cửa nè. Oh. Chỗ này nhiều ảnh quá, từ mình coi gì đi. Ok. Ở đây cũng khá là nhiều ảnh. Mình vừa nghe cái gì đó bạn ơi. Mình vừa nghe tiếng. À, có vẻ kinh đấy. Cũng có cố gắng đấy. Ui, có phòng đi xuống nè. Xuống coi. Rồi rồi, lại nước đó rồi. Thôi. Thôi, em không thích nước đâu anh ơi. Giống có phòng nào á? Ấy, đừng có cười nữa anh ơi. Mấy chị ơi, đừng có cười nữa. Em thật sự là em bị dưỡng mấy từ mấy tiếng cười lắm. Ủa, có cái gương này nhanh vậy? Hết rồi. Hơi giỡn thôi, để mình kiếm đồ đã. Cái này hình như phòng thứ nhất luôn, nó rộng vậy em ơi. Vui cái gương này, từ từ nữa mình kiếm xung quanh nào. Nói chung là đi theo mấy cái map này nó không có cái gì hết. Đậu phụng. Ui, thấy cái gì nó ngang qua kìa. Đây nè. Ui trời. Ui trời ơi. Cái đầu biết bay. Cái đầu biết bay. Ui trời ơi. Lại nữa. Lại nữa. Lại nữa. Lại nữa. Lại nữa. Mày chui lên đây. Chui lên hộ tao cái. Quả cái đầu. Thôi về. Thôi về. Về. Chị ơi. Em chừa rồi chị ơi. Rồi mình đai luôn rồi. Phải cái đầu biết bay hay là cái đầu biết bơi? Tại cái game tối quá mình không thấy cái đầu nó ở đâu á. Tóc đã đen rồi, da lại đen nữa. Nigger, không thấy gì hết. Họ đi lại. Cũng may game này nó hồi sinh ngay chỗ đó luôn. Nên không sao. Vậy là không có mạng không? Giống như mình từ cõi chết trở về ấy, ghê không? Ghê không? Chết thì không ăn cặp mà sống dậy là có cặp lại. Phải game. Đúng rồi, tao luôn luôn là 101 là cái phòng đáng sợ nhất. Thôi về, chạy lẹ. Có đuổi theo mình không? Nó kìa. Đi lại. Lại đây. Ôi. Mày bưởi. Qua đây. Sao? Lòi lên, mày hả bưởi. Rồi, lòi lên. Mày chết rồi phải không? Mày chết rồi, mày hả bưởi. Ui, con này. Nó đang ở đây. Mày cười không? Mày trồi lên cho tao. Trồi lên. Lại đi. Ui, có đồ này phải không? Không phải là cái ghế thôi. Rồi, mày ở đâu? Mày tưởng tao sợ mày á hả? Nhầm rồi con ơi. Nhà tao nấu đầu heo á, mày là cái đầu thái gì hả? Người ta nấu cháo đầu heo. Tụi bay cười cười. Cái đầu biết bơi tưởng ghê lắm. Tưởng gì nhà tao cũng có nhiều cái đầu biết bơi lắm. Tại tao không khoe thôi.
Chơi. Tối quá bạn ơi, mình chẳng thấy cái gì luôn á. Cái game gì nó tối gì đâu mà nó tối. Mình đang tìm đồ này, nhà vệ sinh nè. Sao đây không có đồ ta? Phòng này đáng lẽ là phải cái đồ cho mình để mình kiếm đồ, mình nhặt nhạnh rồi mình mới về được. Ôi tí nha. Bớt cười giùm em cái. Stop cười. Bớt cười. Chẳng có gì vui ở đây cả. Mày thật là ngu ngu đần. Chỗ này mình chưa thấy. Chỗ gì đây? Game tối quá bạn ơi. Đề nghị cái thằng làm game cho game sáng lên tí. Có đội lượm không? Không hả? À. Fuck it. Chỗ này không có gì để lượm luôn. Bỏ game. What the fuck? Con nhỏ này tại sao là mày lại cứ dấn thân vào mấy cái tệ nạn này không vậy? Trời ơi, kinh quá. Mấy anh thiệt là kinh quá đi. Em nhìn là em đã sợ rồi. Hình như ở đây không có đội lượm đâu. Rộng rộng thiệt đấy nhưng chẳng có đồ đi lượm. Thôi đi lên lại nào. Võ trưởng. Thiệt là hết biết rồi. À. Hết rồi phải không? Võ trưởng thiệt chứ. Không mấy đồ nha bạn, các bạn không cần, nhưng mình chẳng thấy cái đồ nào. Thì bây giờ chắc mình phải quay lại cái phòng 12 thôi. Phòng 12 đâu? 108 phải không? À cái 4 phòng 108 nè. Ok. Quay lại 108 để kích hoạt lại cái máy nghe nhạc. Đó, chơi từ 108 quay lại 108 luôn. Rồi hết game phải không? Vãi phòng 101 xàm vậy? Nghe tiếng cười xong về. Mình đâu thấy đồ lượm đâu. Hay là mình bỏ qua, có khi mình không biết á. Rồi đó. Con rối đâu mày ra đây. Ok. Đừng 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 có nhìn theo con rối nha là được. Đó, đừng có nhìn theo, đừng có nhìn theo, đi xuống đi xuống đi. Tìm đường xuống, được này xuống phải không? Ai nghe tiếng rối nổi gà, nổi gà. Fuck. Nó dây gà quá. Trời ơi. Bớt đi heo tao cái. Tao quỳ. Thôi đừng 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 đừng. Đừng theo em anh ơi. Ok, cắn vô. Đó. Steam mixing one part. Mất một phần đó hả? Ok. Ê, sau khi mình vô mình lấy lại cái mảnh ghép của cái saxophone gì, rumrophone gì á, thì bây giờ mình đã có xong rồi, vừa gắn vô là hoàn thành cái này và kết thúc game. Ok. Đó. Rồi play. Ủa cái gì đó? Mấy chị ơi. Mấy chị đang chụp nhảy vào em chụp hình nha. Nhảy đi. Quẩy lên. Mà có cái đến gần không mà mình sợ quá. Ôi em múa, à. Phải múa rồi, mình đứng đứng xa xa chút, ghê quá. Tình tan tan, tình tan tan, tình tan tan, tình tan tan, tình tan tan. Ôi sau lưng mình có ai không, ghê quá à. Rồi. Trời ơi, ở trên sáng sáng trên chân luôn mày ơi. Nhìn em hát cao bầu trời luôn kìa. Tan tan tình tan tan. Sau đây là điệu nhảy của vũ công. Chúng ta hãy đến bàn tiệc xem rồi sau lưng mình tối hù vậy.
Nhìn nào, sau lưng mình sao tối hù luôn mày ơi. Mẹ ơi. Ôi trời ơi. Ôi ơi, đừng đụng. Thôi, nhảy đi, đụng em hoài. Ôi trời ơi. Chạy lại. Nhảy đi, đừng có đụng với em. Fuck you. No. Có cần chụp không bạn? À, nghĩa là không đụng vô mấy này. Chạy. Nó đuổi mình kìa. Phải cho nó chạy, nhảy thành công. Không để nó đụng vô mình. Ôi đừng đụng vô. Ôi đừng đụng vô em anh chị ơi. Mà chị kia đâu? Chết, mình lên không được, đừng đuổi em ơi. Ui da, đau đầu quá. Đã có Panadol. Thôi. Thôi chạy nhanh vậy chứ mình chạy kịp. Đùa à? À, như vậy là tấn công người đang có thường người đang xem nha. Lên cái nào anh đây không có bụng. Ôi trời ơi. Mày bớt người ta được không mày? Mày nhảy cứ nhảy đi cái đụng người ta chi? Đi hình tròn nhỏ này đi hình tròn đi. Tình tan thôi mày đi mày ăn gian mày chơi ăn gian chơi đi hai đường sao đi thôi đi giữa để tao đi bình bang tình tan bớt trời nó teleport luôn bạn ơi. Hết rồi ok hết rồi mình phải đề phòng nha, chụp lẹ nha. Đã bắt được một con ma rồi. Thắng rồi hả? Yeah. Cuối cùng là sau trò Outlast là đây là game thứ hai, game kinh dị thứ hai mình đã hoàn thành. Yeah. Cái điếu gì đây? Bà cô nè. Bà cô JV. Ở sẽ bay đây. Ghê không có cách xin thôi mà chụp hình lại. Quay lên. Yeah. Ngọn nến đã bị tắt. Xong rồi nè. Yeah, hello ông già. Nói chuyện đi. Ok, nói vậy được rồi. Phòng cuối cùng đâu? Đây là phòng cuối cùng phải không? Vô. Not finished yet, fuck. Mình còn thiếu cái gì nữa? Ủa, mình còn thiếu cái gì nữa mà not finished yet? What the fuck? Mình còn thiếu cái gì? Ở căn phòng cuối cùng thì sao? Mày đùa à? Tao chụp hình mày luôn quá à. Mình bí rồi. Thì đáng lẽ đây là cuối nhưng mà mình không biết đi cách nào. Fuck. Thì sau một hồi nghiên cứu á, Mình mệt lắm. Thì giờ mình mới hiểu cách chơi là cứ mỗi phòng có một con ma thì mình phải bắt được con ma đó, nghĩa là giải thoát cho nó, siêu thoát gì đó. Thì bây giờ phải quay lại từng phòng và giải thoát từng con. Nãy như phòng 1 đến 8 hồi nãy mình giải thoát một con rồi đó. Nhưng mình thấy hơi mệt mỏi bạn ơi. Giờ quay lại từ đầu thì mệt lắm vì bắt từng con khổ. Thì đây là tập cuối của mình rồi. Thì ok, nếu mình thấy cái series này của mình đó, thì nhớ like và subscribe và nhớ share cho mình. Thì mình sẽ làm những cái video hay hơn và mình sẽ kiếm những cái game kinh dị nào hay hơn nha. Ok, bye bye.